Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 8. Trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, dự báo có thể sẽ xảy ra tình trạng lợi dụng dịch bệnh và những biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch mà các đối tượng trà trộn vào khu vực thi khó phát hiện, nên công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi càng được các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng. Phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xung quanh vấn đề đảm bảo an ninh cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị theo dõi. Xin chào bà, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Thì trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xin bà cho biết về công tác đảm bảo an ninh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi tại Bà Rịa Vũng Tàu. Một điểm mới trong cái kỳ thi lần này đó là cái lực lượng công an tỉnh sẽ bảo vệ ngay từ cái vòng 1, đó là cái vòng in sao đề thi. Trước đây đó thì công an tỉnh chỉ làm cái nhiệm vụ là bảo vệ từ vòng 2 là cái vòng ngoài và cái vòng 3. Như vậy thì năm nay đó thì lực lượng công an tỉnh sẽ tổ chức là bảo vệ giám sát 3 cái vòng độc lập đối với cái hội đồng in sao đề thi. Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo triển khai các cái phương tiện thiết bị kỹ thuật hiện đại để phục vụ cho cái công tác kiểm tra giám sát toàn bộ cái khu vực rồi cái phòng mà in sao đề thi cũng như là các cái thiết bị in sao đề rồi người vật đưa vào cái khu vực này. Và công an tỉnh cũng bố trí cái lực lượng là tham gia giám sát đảm bảo an ninh an toàn 24/24 ở các cái điểm thi. Và mỗi một điểm thi như vậy đó thì công an các địa phương phải cử là 3 cán bộ chiến sĩ để làm cái nhiệm vụ là bảo vệ bên trong khu vực thi. Đồng thời thì công an tỉnh cũng yêu cầu công an các địa phương là có cái kế hoạch, có phương án bố trí lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự cũng như là công an các xã, phường, thị trấn là đảm bảo an ninh trật tự cho các cái khu vực thi. Thuộc danh mục bí mật nhà nước, dạng tối mật thì bà cho biết là công tác vận chuyển đề thi đảm bảo an ninh, đặc biệt là vận chuyển đề thi ra huyện Côn Đảo sẽ được công an tỉnh tiến hành như thế nào? Để chủ động cho công tác đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển đề thi và các cái bài thi thì công an tỉnh cũng đã giao cho công an các địa phương bố trí cái xe. Thì 8 địa phương thì chúng ta bố trí là 9 xe của lực lượng công an để vận chuyển đề thi và bài thi. Và đồng thời các xe này đó thì cũng bố trí mỗi một xe như vậy là 2 cán bộ chiến sĩ cùng với các cái công cụ hỗ trợ để tham gia tổ nhận giao đề thi từ cái hội đồng thi và đến các cái điểm thi và chuyển giao cái bài thi từ các cái điểm thi về cái hội đồng chấm thi. Riêng đối với cái việc vận chuyển bài thi và đề thi ra Côn Đảo thì công an tỉnh đã cử một cán bộ chiến sĩ ở phòng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo là trực tiếp là đưa cái đề thi ra cái hội đồng ở Côn Đảo. Và ngược lại thì cũng chuyển cái bài thi từ thi về sân bay. Thì trong cái quá trình sau khi nhận đề thi đó thì phải bảo vệ 24/24 cho đến khi mà kết thúc điểm thi. Thưa bà, ngoài những cái biện pháp nêu trên thì để chống gian lận trong quá trình diễn ra kỳ thi thì công an tỉnh sẽ triển khai biện pháp như thế nào? Công an tỉnh cũng đã hướng dẫn rồi quán triệt cho số cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ kỳ thi những cái kỹ năng quan sát để phát hiện những cái trường hợp mà sử dụng cái công nghệ cao đưa vào phòng thi để là gian lận trong các kỳ thi cũng như là các cái trường hợp là thi thơi, thi hộ hoặc là thi kèm. Ngoài ra thì công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng là tập trung rà soát rồi nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với các cái cơ sở photocopy cũng như các cái đối tượng mà có cái hành vi buôn bán thiết bị công nghệ cao nhằm mục đích là gian lận trong cái thi cử. Các cái đối tượng bán đề giả rồi tung tin thất thiệt gây hoang mang trong dư luận làm ảnh hưởng đến kỳ thi. Xin cảm ơn bà đã tham gia trả lời phỏng vấn.